Các bạn đi qua cái đường này các bạn phải xi nhan nha. Công an thì gần như là thường xuyên đứng ở bên góc bên phải này nè. Các bạn vừa đó, tôi nói đâu có sai, trời ơi, tôi nói là không bao giờ sai. Tôi nói là không bao giờ sai hết trơn hết á. Đây có phải là cái hẻm nổi tiếng truyền thuyết ở trong giang hồ đồn đại không ta? Nói cục, quẹo ra tôm thức thiếp là hẻm 76. Đâm thẳng luôn hả? Lạc vô mê cung luôn anh em. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Sam Vlog. Và đây đúng là chào mừng các bạn quay trở lại với Sam Vlog thật. Tại vì bây giờ là mình chạy xe ôm, anh em thấy áo của mình không? Cũng xin lỗi anh em vì đã bắt anh em đợi khá lâu. Những các bạn fan mà thích mình chạy xe ôm á, đợi mình chắc cũng gần 1 năm ha. Cũng mình biết là cũng lâu rồi đó. Rồi thì bây giờ là mình đi, chiều giờ set up mới quay các thứ lâu quá không quay cái mình quên cái cách set up các bạn. Đây, mình sẽ quay bằng con xe này ha. Đây là con xe điện Bega Newtek. Và vì nó đi được 90 cây số trong một lần sạc, mình chạy công việc là chừng 2-3 cuốc là nằm vào khoảng đó thì là ok, là đẹp rồi, đi về được rồi. Bây giờ là 23:37. Điều đầu tiên mình cần làm đó là bật app của việc. Lâu quá không chạy rồi, không biết của việc khóa tôi không nữa. Hoạt động. Đó, bạn đã đăng nhập, hãy bắt đầu làm việc. Con Bega này có số lùi đi rất là phê nè. Số lùi của nó cũng rất là mạnh. Các bạn có thể leo dốc bằng số lùi được luôn á. Lên đường, chú. LED con này cũng sáng lắm anh em. Mình không chắc lắm về cái vấn đề ô nhiễm của Việt Nam vào thời điểm vừa qua. Nhưng mà mình phải công nhận là dạo này mình ra đường á, cái màu của bầu trời á các bạn, nó bị rất là nhiều bụi ha. Mình không nghĩ đó là sương mù. 10 giờ sáng thì sương mù đâu ra nữa đúng không? Ok, vậy thì hôm nay mình sẽ lấy xe điện Bega chạy xe ôm để nó thân thiện với môi trường, và ngoài thân thiện thì nó còn tiết kiệm gấp 33 lần xe ga nữa nha anh em. Ê, có cuốc. Có cuốc xe. Cái gì ghê vậy? GoFord hả? 152.000 hả? 6 cây 3. Ăn vặt hí gì nè. Vô. Có cuốc đầu tiên là phải nhận chứ đúng không? Nhiệm vụ đầu tiên là điện cho khách đúng không? Đúng rồi, mình nhớ không làm là điện cho khách á. Lâu quá rồi quên rồi các bạn. Alo, dạ mình mới đặt Grab Food đúng không ạ? Dạ, dạ em điện nhà hàng thử coi, có gì em điện lại cho anh nha. Ok. Nó phải điện nhà hàng thử coi là còn mở cửa không, chứ để mất công mình chạy qua rồi là chết quớt. Ăn vặt hí food, chân gà tai heo. Alo, cho hỏi dạ nhà hàng mình còn mở cửa không ạ? À, bên em có đặt một chân gà sa tắc với chân gà rút xương đó, về em qua lấy ha. Dạ đúng rồi. Rồi em chạy qua liền nha chị. À, bây giờ mình sẽ điện lại cho khách và báo là ok đã có đúng không? Thì theo nguyên tắc là vậy đúng không? Lâu quá rồi có nhớ đâu. Alo, dạ anh ơi, bên chỗ đó vẫn còn, bây giờ em qua em lấy cho anh luôn nha. Dạ khoảng 20 phút nha. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi đó là bây giờ cứ chạy qua thôi đúng không? Trời ơi, sao cái chỗ này nó xa dữ vậy trời. 6 cây số. Ôi trời ơi. Ôi, khoan. Phải qua chỗ nhà hàng trước chứ đúng không? Chết cha. Ăn vặt hí phốt. Trời ơi, xém nữa là tôi chết tôi rồi. Đây nè. Ôi trời ơi. Đi hố rồi. Mình quên mất cái quy trình các bạn. Trời ơi, của xe mở hàng cái chủ đề xe vlog của tôi mà. Chứ vậy là chết rồi. Ôm cua nè. Phải đua gấp về cái chỗ bán thức ăn, mua thức ăn. Xong rồi chụp lại cái hóa đơn. Xong rồi chết cha, hồi nãy tôi lỡ tôi chụp hình bậy rồi. Không biết Google có khóa tài khoản tôi nữa. Sao thiệt tình luôn á. Lâu lâu ra chạy lại mà như vậy thì hơi thất bại nhẹ ha. Tại vì các bạn biết hồi đó mình còn chạy Google á, mình cũng đâu có giao phốt đâu. Đơn phốt mình đâu có nhận đâu. Hai thanh niên vừa đèn đỏ. Khu phố Văn Hóa. Đi con này đường cái nó êm ru à. Đây có phải là cái hẻm nổi tiếng truyền thuyết ở trong là giang hồ đồn đại không ta? Hẻm hình như Tôn Đản á, chứ không phải Đèo Quang Bơ. Hẻm Tôn Đản này chắc phải đâu. Yên bình thế mà.
À, đây. Đây. Đeo quẹo vô hả? Đeo quẹo vô hả? Ăn vặt phí. What do you mean? 772 sạc 23 sạc 21. 772 hả? Này là nhiêu ta? Hình như là mình đi lộn rồi đó. Phải đi hẻm bên ngoài. Hình như là mình đi lộn rồi. 77 772. Này là 756, 772 là lên chút xíu nữa. Bảy bảy hai, bảy bảy hai, sáu bảy năm, bảy sáu sáu là bảy bảy hai đây nè, đây là miếu bà nè đúng không? Bảy bảy hai nè, xuyệt 23 xuyệt 21 nè, xuyệt 23 xuyệt 21. Trời ơi, cái quán ăn giặt này chắc đông lắm à. Xẹt 7, giờ xuống xuống nữa. Xẹt 11. Xẹt 11, xẹt 23, đây. Miếu bà cố. Đúng không? Đúng đây không? Đây xẹt mấy? Đây xẹt 25, vậy thì ở đây xẹt 23. Xẹt 21 hả? Sạc 10, 21 bên trái đúng không? 23, sạc 21. Đây. Quýt. Dạ. Ôi trời ơi. Tôi Sahara lời. À 100, tắt máy đã. Chìa khóa vào. Dạ đúng rồi chị. À 52. Dạ ok. À, cảm ơn nha. À ok ok. À, rồi chị chết lại coi thử rồi đúng không? Chân gà tắt với là chân cút xương. À, cảm ơn nha chị. Ok. Ngõ cục. Quẹo ra tôm thức tiếp là hẻm 76. Có nghĩa là đây là à, ngõ cục hả? Ôi trời ơi, là phải vòng ngược lại hả? Sao cái cuốc đầu tiên này tôi thấy nó không được trơn tru lắm nhỉ? Rồi quẹo ra đi. Đi đường nào? Ra đường đó đi. Cho nó chắc. Đâm thẳng luôn hả? Ủa, nó lạc vô mê cung luôn hả anh em? Không có bản đồ chắc tôi cũng mù luôn. Rồi tôi lại biết thêm một đường mới mốt mà tôi bị công an dí á, tôi chạy vô đây là công an bó tay với tôi liền. Đó, tôi phải học thuộc cái hẻm này được mới được. Ha ha. Tôi sẽ học thuộc cái hẻm này. Ngày mai tôi sẽ đi chủ động tôi học cái hẻm này. Cái gì vậy? Rớt cái gì vậy? À đá đá. Cái gì vậy? Sao nhốt ở ngoài vậy? Trời sao nhốt tôi nhói ngoài vậy? Vậy mình biết chắc trong đây rất là ok, không bao giờ có chuyện có Exeter nó dám ghé vô đây đâu. Nhốt ba đứa nhỏ ở ngoài luôn. Rồi cũng mới nói Exeter với Exeter liền ta. Lên đường. Ví dụ đèn đỏ nha ba. Giờ này tôi yếu đuối lắm á. Hốt tôi một cái là tôi nằm luôn á. Ây à, mình chạy xe này lỡ mình gặp mà Exeter mà nó đang ôm chó sao ta? Sao mình dí nó được ta? Mày phải lấy FZ đi mới được. Đi con xe này được cái nó êm luôn các bạn. Nó không có tiếng máy nè. Cái yên của nó bự á. Các bạn cái cảm giác ngồi nó rất là phê ha. Cảm giác mình ngồi nè. Mình banh càng luôn á. Ngồi giống như với con Attila á. Các bạn đi qua cái đường này các bạn phải suy nhanh nha. Công an thì gần như là thường xuyên đứng ở bên góc bên phải này nè. Các bạn vừa đó. Tôi nói đâu có sai. Trời ơi, tôi nói là không bao giờ sai. Tôi nói là không bao giờ sai hết trơn á đó. Các bạn quẹo qua mà các bạn không suy nhanh là dính liền à.
tôi nói không bao giờ sai được hết á. Trời ơi, tôi đôi khi tôi thấy giống như tôi là thách sống vậy anh em. Nói đâu được cái đó vậy á. Nhưng mà đi hai người thì giờ đèn đỏ luôn. Oh shit. Tôi là thanh niên nghiêm túc, tôi không bao giờ giờ đèn đỏ đâu. Anh em có thể nhìn cái GPS bên tay trái trên cái bản đồ nè. Nó hơi rung nhưng mà các bạn vẫn có thể nhìn thấy á, là mình đang đạt cái vận tốc là 47 km GPS trên đồng hồ là 50. Thì sai số của cái đồng hồ này là khoảng 3 km. Cái gì vậy? Ủa, đang đóng 3 à, nè mới chạy công an nè. Hai ba thanh niên này chạy công an hay sao nè. Nhanh, quanh luôn. Lại tiếp tục đào và xới. Xới và đắp, đắp và lắp, lắp và lúng, lúng và đào. Không, thực ra là mấy anh đang đang xử lý cái vấn đề ngập nước đó anh em. Anh em biết rồi đó, giờ này Sài Gòn mà mưa cái là nó ngập. Ôi thôi, dã man. Đây nè, quẹo vô đây nè đúng không? Đúng rồi, quẹo đây nè. Ây da, vậy là bắt mình phải đi ngược chiều á. Trời, ra mình không muốn đi ngược chiều nha các bạn. Do chỗ đó làm được, thành ra mình không đi bên trong được, mình phải đi bên ngoài. Vậy là bây giờ mình phải đi ngược chiều. Đó, đây là lỗi. Lỗi của mấy anh làm đường, không phải lỗi của mình nha. Bạn đừng chửi tôi nha. Địa chỉ nhiều nhờ. 180-54. Đây là 180. Ê, chết. Đây sạc 77 rồi. Xe 54 là bên kia. Lui về liền. Xe này có số lui mà. Sạc 54 chắc là chỗ này rồi. Sạc 30. 180 sạc 30, sạc 54 là xuống xíu nữa. Rồi giờ điện xuống là vừa rồi ha. Sạc 54 đúng không anh? Sạc 52 rồi, anh xuống đi em tới luôn rồi nè. Sát chỗ lời để xe nó hút tôi. Đây của anh để đem coi của anh bao nhiêu. Ấy đúng rồi, chết mẹ không. Biết xe ôm vlog luôn. Biết xe ôm vlog luôn. Của em là 160.000. Bữa anh đi Đà Lạt gặp ma phải không? Đúng rồi. Gặp khách đừng kêu gặp ma men quỷ. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Đây dư 10.000 đúng không ta, để đếm lại nha. 60 nè. 2 3 5 6 7 8 9 10. Rồi đúng rồi, dư 10.000. Em cảm ơn nha. 160.000. Ok rồi, tiếp tục. Ấy có cuốc nữa nè. Ây da, có cuốc nữa rồi. Em chấp nhận luôn chứ sao. Wow, đi qua đón thanh niên này là 3 cây số, chạy 3 cây, 4 cây số để đón hả trời, giỡn chơi hả, vô việc giỡn chơi với tôi hả, 3 cây để suy nghĩ coi, ô dư sức để coi thanh niên đi đâu đây, để coi thanh niên này đi đâu, thanh niên này đi về Gò Vấp, ôi trời ơi 3 cái Gò Vấp, nhưng mà trai hay gái ta, phải gái thì mình chở, mà trai thì mình đã nhận rồi, mình không thể nào mình hủy được các bạn. Bây giờ phải kiếm lý do. Nhưng mà thôi, mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp các bạn ở một video sau. Và đừng quên đăng ký để tiếp tục theo dõi nha. Bây giờ là mình sẽ chạy xuyên suốt. Để mình... các bạn biết rồi đó. Nhiệm vụ của mình là chạy xe ôm để mang lại những câu chuyện thú vị cho các bạn mà. Hả? Nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nha. Bye bye. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu coi mình có nên nhận cái cuốc xe này và chở thanh niên này hay không.